ông từ vài tỷ đánh lên vài chục rồi lên năm bảy chục đi các ông đánh đi, cho mấy ông thắng thoải mái, cho mấy ông thắng thoải mái. Nó giết ông một cây thôi, nó giết ông một cái thôi, một cái một ngu là nó giết rồi chứ không nói gì. Đó, như hôm bữa mình nói với các bạn, một công ty tự nhiên nó đi bán tài sản là nó chặt, ví dụ như nó có hai cái giò đi, hai cái giò hai cái tay đi, nó đem nó chặt mẹ nó hai cái giò nó đi rồi nó bán cho người ta lấy về ít tiền, tức là lợi nhuận giảm, tiền lời ngay lúc đó thì tăng, cái lấy cái tiền lời đó định thành cái PE vậy thôi, bán mẹ hết công ty đi. Ví dụ như công ty 1 tỷ đô la, anh bán được 2 tỷ đô la là anh lời 1 tỷ đô la gì. Thế ông bán hết công ty rồi được 2 tỷ đô la, ông tính PE chỗ nào, PE 10 chỗ nào. Tự nhiên ông bán hết công ty được 2 tỷ đô la rồi, ông định cho cái giá công ty ông 10, 20 tỷ đô la, PE 12 tỷ, 10 tỷ đô la. Làm gì có cái chuyện đó. Nó bịp vậy mà, nó bịp vậy rồi nó sẽ giết được nhiều người. Trời, mấy cái trò đó, mấy cái trò đó, trò trẻ con, những người không hiểu biết sẽ chết, nó giết miết cái gì. Thành ra đó các bạn đầu tư đó các bạn, giờ các bạn bỏ vô thị trường tỷ, một tỷ đó các bạn tích góp bao lâu? Kỳ lâu, lâu lắm. Gia tài của các bạn có tỷ bao nhiêu, các bạn bao nhiêu lâu, các bạn đi coi bỏ công sức về làm đó bao nhiêu lâu, tiền được bao nhiêu tiền rồi bỏ vô cho nó luộc à? Tự nhiên mình đi cày cho thì tôi nói các bạn nghe nghe, có nhiều thằng nghe nói vậy nè, nó lấy tiền các bạn xong nó ăn chơi á, mà các bạn không biết, khổ cái các bạn không biết. Mà nghe các bạn cứ nghĩ coi, mình cày cuốc, mình đem ra cái đồng tiền xương máu xong rồi mình nộp cho chúng nó, xong chúng nó lấy tiền các bạn, chúng nó đi chơi, các bạn bực không? Nghĩ đi, chẳng qua các bạn không biết thôi, các bạn không biết thôi, chứ tôi là biết hết. Quan trọng tôi nói hay không, nói nó đụng chạm mà nhiều khi nó không được đó, thành ra ông nói các bạn phải lưu ý cái điều này. Cái sự thành công của các bạn nó phải được hoạch định trước đó. Mấy cái video trước mình nói rất rõ rồi, là khi các bạn thành công như thế nào thì các bạn đầu tư cơ bản như thế nào để làm chi. Cuộc đời của các bạn nó vững lắm, nó lên những nấc thang mới mà nó nhẹ nhàng lắm các bạn. Đừng có đem đồng tiền xương máu của mình đi đánh đấm. Nếu giỏi thì mình không nói, ai giỏi ai đánh thắng thì mình không nói. Các bạn đầu cơ được, đánh T cộng rồi gì được, tạo ra tiền thì các bạn cứ làm. Đương nhiên sẽ có những người đánh như vậy thành công, chứ không phải không có, nhưng mà phần đông sẽ không thành công được, chắc chắn luôn. Thì các bạn, khi các bạn thành công như vậy, các bạn chuyển sang đầu tư cơ bản, nhiều tiền, tỷ lệ bao nhiêu đó nha, nhớ nha. À, giống như đứa em mình đó, nói thiệt với các bạn chứ, nó đánh cổ phiếu mười mấy năm, đứa em là bạn bè đầu tư thôi đó, mình lớn hơn nó kêu mình bằng anh thôi chứ không phải anh em ruột thịt. Mười mấy năm mới tích góp được 30 mấy tỷ các bạn, một công ty mà đến nỗi mà tôi cũng thấy được cái mức độ đẹp đẽ của nó như thế nào, đẹp lắm. Nhưng mà tôi diễn lắm, tôi là đồ mà cái loại mà tôi chưa hiểu biết là không bao giờ tôi đầu tư cái đà tính sau. Tôi biết ai ăn mình không ăn, mình đi con đường hẹp của mình thôi. Cuối cùng sao, mất sạch luôn, mất sạch 30 mấy tỷ luôn không con. Giả sử đi các bạn đi, mình không nói những cái anh nhiều tiền ha, mà những anh nhiều tiền mình nói, giả sử như các bạn có vài tỷ vài trăm triệu đi, các bạn đánh lên tới vài chục tỷ như vậy, các bạn mất sạch thì sao, chuyện gì xảy ra? Đi làm lại từ đầu hả, từ đầu tiếp hả? Thì đúng, làm lại từ đầu, còn gì nữa đó. Các bạn phải lưu ý cái điều đó, cực kỳ lưu ý. Phải, các bạn phải hiểu được cái tài chính nó như thế nào, xây dựng một con người các bạn rồi, hình thành chiến lược đầu tư. Cái sau này rồi các bạn thành công lên rồi, không ai hướng dẫn các bạn như vậy hết, tại vì cổ phiếu vốn là nó rủi ro các bạn. Để tôi kể cho các bạn một cái trường hợp rủi ro này. Một công ty nó nhỏ lắm, công ty nó có mấy trăm tỷ à, mà nó ký được cái hợp đồng các bạn, nó ký được cái hợp đồng mà ký xong hết rồi, ký rồi tôi thấy luôn á, ký xong hết rồi là được, thấy là vô rồi. Công ty có 200-300 tỷ gì thôi mà ký được cái hợp đồng này là về lời 600, lời 600 tỷ. Giá cổ phiếu nó có mấy ngàn à, giá cổ phiếu nó có mấy ngàn đó các bạn. Ký hợp đồng xong rồi là chỉ có về giao cho khách hàng thôi, đúng không? 10-10 luôn đấy đó. Bởi tôi hôm bữa tôi nói các bạn đó, đánh theo thông tin là chết đó. Nè, ký cái hợp đồng tôi thấy ký ngon lành, trên lệch giá rồi ngồi thằng ngu cũng tính ra được lời 600 tỷ OBS 15-20 ngàn luôn, mà giá trên thị trường nó có mấy ngàn. Tôi bỏ ra mấy tỷ tôi mua các bạn, cuối cùng sao? Cuối cùng dịch nó xảy ra, cái đơn hàng nó đeo giao được luôn rồi, xong rồi
cái món đó tôi lỗ 50% ngay tức thì, thế 10-10 rồi còn lỗ kia, đúng không? Là mình là cái món đó là mình mua chơi thôi các bạn, mua dạng chơi thôi mà nó đi, tiền nó đi lẹ, lỗ 50% ngọt sớt luôn. Các bạn thấy không, đâu phải đơn giản đâu mà mấy cái dự án rồi này kia rồi mà nó còn nằm ở trên giấy cơ. Nó còn nằm ở trên giấy cơ các bạn, mà định giá vô giá cổ phiếu rồi tôi không thấy phiêu luôn lắm. Cuối cùng rồi 100 - 1 = 0. Ngày hôm nay ông không chết thì ngày mai ông sẽ chết. Cổ phiếu nó có cái lạ vậy đó, thành công đó. Cộng lại để trả cho một ván thôi, để trả cho một ván thôi. Thành ra cái chủ đề hôm nay mình nói với các bạn á, là không phải mình khuyên các bạn đầu tư dài hạn. Quan điểm của mình với khoát các bạn tự chọn lại, không phải để nói các bạn đầu tư dài hạn, mà nói để sau này hay là những cái anh mà nhiều tiền nên phân bổ là cái này đầu tư, cái như mình là nên đầu tư cơ bản bao nhiêu, đầu tư ngắn hạn bao nhiêu đó. Mà các bạn thấy không, cái trường hợp mà mình tầm soát mình nói như các bạn đó, 4 quý, 6 quý, 8 quý, 12, 16 quý đó, làm như vậy là nó rất an toàn đó. Các bạn thử đi, nó rất an toàn đó. Các bạn kèm một cái chiến lược mua bán ở dưới nữa, an toàn đó. Vậy mà còn chết đó, phải am hiểu vậy đó, không phải mình hù các bạn đâu. Ví dụ các bạn có 100 triệu đúng không, các bạn đầu tư vào cổ phiếu này, vài cổ phiếu này, nhưng mà các bạn hồi cái nhiều năm các bạn được vài tỷ, cái vô cổ phiếu này cái chẳng may nó gặp rủi ro, cái chết cha cổ phiếu này luôn, cái mặt gì lên nữa, cái rồi tốt